Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin xây dựng và bất động sản trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 4 đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh sửa đổi một số quy định có liên quan đến gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Theo đó, thời hạn trả nợ được đề xuất kéo dài từ 10 năm lên 15 năm đối với khách hàng là hộ gia đình cá nhân, mở rộng đối tượng vay vốn đối với khách hàng là hộ gia đình cá nhân mua nhà ở thương mại riêng lẻ, có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỷ đồng, không khống chế về diện tích và đơn giá, bổ sung đối tượng là các hộ dân ở đô thị, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đô thị ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở, chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng xuống cấp hư hỏng, được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, nhưng tổng số vốn vay không quá 300 triệu đồng, cho phép các đối tượng ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở trước ngày 7 tháng 1 năm 2013, ngày nghị quyết 02 có hiệu lực. Được vay trong gói hỗ trợ này, ngoài ra cả Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đều đề nghị bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần có nhu cầu được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở. Thưa quý vị, tại nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 năm 2014 mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ và nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với việc trần lãi suất huy động hạ xuống còn 6% một năm, thị trường bất động sản đang đón nhận những tác động tích cực góp phần vực dậy thị trường này. Bài toán lợi đã thấy rõ, tuy nhiên một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tiến trình hạ lãi suất cần đẩy nhanh hơn nữa để họ có thể chủ động bài toán kinh doanh của mình, ghi nhận sau tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, khoản vay của công ty Lê Thành đã được ngân hàng Đồng bằng sông Cửu Long hạ xuống 14,5% xuống còn 13,5% trên năm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, thiếu vốn thì việc hạ lãi suất các khoản vay cũ xuống 1% đã giúp gánh nặng của các doanh nghiệp vơi bớt phần nào. Khi mà Lê Thành vay ban đầu á thì lãi suất có khoảng 18%, 19%. Thì hiện nay lãi suất giảm xuống còn 13,5%. Thì cái khoản đó là khoảng 5% một năm. Thật ra 5% một năm đó đối với doanh nghiệp cực kỳ lớn. Vì lý do là một doanh nghiệp bất động sản chẳng hạn họ vay một năm 100 tỷ thì một năm 18% là 18 tỷ. Mà bây giờ giảm được 5% đó thì tương đương với 5 tỷ đồng. Thành ra cái khoản này đối với doanh nghiệp là rất là lớn. Một điểm lợi thứ hai mà thị trường này đã và đang đón nhận đó là sự tích cực từ việc hạ trần lãi suất huy động. Theo báo cáo của các công ty tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam thì nền kinh tế đang hồi phục cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng đã củng cố niềm tin của người mua về thị trường bất động sản. Thay vì gửi tiền tiết kiệm, người dân đã chuyển tiền sang kênh đầu tư này. Cùng với trần lãi suất huy động hạ, lãi suất cho vay cũng sẽ hạ theo. Và đây đang là tín hiệu tốt cho người mua nhà hiện nay. Hơn 50% khách hàng của chúng tôi là mượn tiền nhà băng để mà đi mua nhà, đi mua những cái căn hộ của Nam Long. Thì nếu cái xu hướng mà lãi suất nó càng ngày càng xuống như vậy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là tốt cho Nam Long vì sẽ có nhiều người nhà mà có nhu cầu thật sự. Trước đây họ lo sợ về cái lãi suất 14%, thì thí dụ như là 14% họ phải trả 10 triệu một tháng để họ mua căn nhà. Nhưng mà nếu mà bây giờ dưới 10% thì họ chỉ có thể trả 7 triệu rưỡi hay gì đó, thì nó lại phù hợp với lại cái lương của họ hàng tháng và họ sẽ quyết định mua nhà sớm hơn. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lãi suất cho vay hiện của các ngân hàng thương mại vẫn cao. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 970.000 tỷ đồng, hiện còn khoảng 10% dư nợ tín dụng, tương đương hơn 97.000 tỷ đồng có mức lãi suất cao, từ 13% trên năm trở lên. Điều này cũng có nghĩa là các doanh nghiệp vẫn đang chờ để tiếp tục được hạ lãi suất các khoản vay cũ. Nhưng hiện nay cái đó thì chưa có hành động cụ thể và các ngân hàng cũng rất chậm trong vấn đề này. Vì lý do ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, họ cũng muốn lấy được cái lãi suất cao, đồng thời bất động sản phải vay trung hạn hoặc dài hạn, thì cái lãi suất cũng cao hơn. Chính vì vậy mà họ cũng muốn giữ để họ có được cái thu nhập cao hơn. Nếu mà Bộ Tài chính có những chính sách và chính phủ có chính sách có thể là hỗ trợ kích cầu, ví dụ như là hỗ trợ về lãi vay đối với người tiêu dùng, những người mà vay mua nhà lần đầu chẳng hạn, với cái mức từ 3 tới 5% để hỗ trợ, thì chắc chắn là sẽ nâng được cái mức là cái số người mua nhà lên rất là nhiều. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều khoản vay cũ của doanh nghiệp bất động sản vẫn đang ở mức từ 14% đến 19% trên năm, vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Hori đã có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước
chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét giải quyết cho doanh nghiệp được giảm lãi vay, khoản nợ lãi vay, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng mới nếu có phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả. Sắp tới, các ngân hàng sẽ đánh bại các khoản vay của doanh nghiệp, điều chỉnh các khoản vay ngắn hạn sang trung, dài hạn trên cơ sở lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và điều chỉnh lãi suất cho vay ở mức tối đa 10,5% trên năm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Đúng vậy, việc hạ lãi suất các khoản vay cũ cũng như hạ lãi suất huy động xuống còn 6% một năm sẽ có tác động rất tích cực đến thị trường này, giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc giá bất động sản sẽ giảm hơn được nữa, bởi vì giá đưa ra hiện nay đã sát với giá thực tế. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ghi nhận sự quay trở lại của một dự án lớn sau một năm vắng bóng. Năm 2013, nguồn vốn FDI vào bất động sản dù đạt 900 triệu đô la Mỹ, nhưng không có dự án lớn nào ngoài dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Hải Phòng có tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ của một công ty Thái Lan. Có thể nói năm 2013 là năm vắng bóng những dự án lớn vào bất động sản. Quý 1 năm 2014 xuất hiện dự án FDI lớn là dự án xây dựng khu chung cư phường 22 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án bất động sản có vốn FDI lớn nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây. Nhiều ý kiến nhận định rất có thể thị trường sẽ đón nhận thêm nhiều dự án bất động sản FDI lớn trong năm 2014. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, quý 1 năm 2014 có 252 dự án có vốn FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 5 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 288 triệu 300 nghìn đô la Mỹ. Kết hợp cùng nhiều chủ đầu tư uy tín như Phú Mỹ Hưng, Vina Capital, Capital Land, City Garden và Nam Long, Gia Viên Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu các dự án bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Triển lãm sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội Tower ở số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Được biết trong lần Bắc tiến này, các công ty địa ốc phía Nam dành nhiều sự quan tâm đối với cơ hội đầu tư mua căn hộ cho thuê tại dự án trong thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát của Savin, hiện tại tỷ số doanh thu trên giá trị tài sản phổ biến của việc mua căn hộ cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh là vào khoảng từ 4% đến 6% năm. Với việc trần lãi suất huy động đã giảm xuống đáng kể trong thời gian gần đây, tỷ suất này là khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt đối với những người có tâm lý chuộng bất động sản như một hình thức bảo toàn vốn tốt. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Ba tỉnh Hải Dương, Quảng Bình và Long An vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án công trình trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương được quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 950.000 m2 đất trồng lúa để thực hiện 39 dự án công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình được quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,64 ha đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An được quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 240.000 m2 đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án công trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân ba tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42 ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh. Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua tỉnh Quảng Ngãi dài 40,22 km do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, đi qua 14 xã của 5 huyện, thành phố gồm Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 5.176 hộ, tổng diện tích phải thu hồi để phục vụ cho dự án là 2.658.838 m2, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án là trên 663,4 tỷ đồng. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng mức đầu tư 1.472 triệu đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 1211 cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại tại dự án chung cư lô A, khu dân cư lô số 4, khu chức năng 6B thuộc khu đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh sang làm nhà ở xã hội. Theo đó, thành phố cho phép chuyển đổi 300 căn hộ nhà ở thương mại tại dự án thành 572 căn hộ nhà ở xã hội. Chung cư lô A do công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Incheco làm chủ đầu tư,
với tổng diện tích hơn 2.400 m², chiều cao 29 tầng. Được biết, dự kiến chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ tại dự án này vào quý 4 năm 2014. Nhằm chấn chỉnh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp để giữ chỗ rồi bỏ hoang, thậm chí là cho thuê lại để trục lợi, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiến hành rà soát việc quản lý đất đai tại các khu công nghiệp. Theo đó, kiên quyết thu hồi toàn bộ diện tích cho thuê đối với doanh nghiệp được bố trí đất sản xuất nhưng không triển khai dự án hoặc phần diện tích chưa sử dụng còn lại nếu không có kế hoạch triển khai. Doanh nghiệp được bố trí đất để đầu tư sản xuất và cho thuê nhà xưởng, nhưng chỉ cho thuê nhà xưởng thì chấm dứt các chính sách ưu đãi về khuyến khích đầu tư, điều chỉnh giá thuê đất phù hợp với thực tế. Ông Thái Bá Cảnh, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố Đà Nẵng cho biết, ban quản lý đã thành lập tổ công tác rà soát tình hình sử dụng đất và sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Sau khi kiểm tra rà soát 380 dự án, có 37 dự án bị đề xuất thu hồi toàn bộ, thu hồi một phần và gia hạn tiến độ triển khai. Trong đó thu hồi toàn bộ 10 dự án, thu hồi một phần 8 dự án. Tổng diện tích đề xuất thu hồi là 21,98 ha và 18,95 ha có thể thu hồi ngay. Ngày 20 tháng 4 năm 2014 tới đây, Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung sẽ chính thức công bố mở bán dự án đất nền ven biển Vision City phía nam thành phố Đà Nẵng với mức giá từ 215 triệu đồng trên một đất nền. Dự án Vision City phía bắc giáp khu biệt thự Bồng Lai, khu đô thị FPT City và sân golf Vina Capital, phía đông giáp khu đô thị Green City và bãi tắm biển Viễn Đông, phía tây giáp khu đô thị số 11 và công viên trung tâm 11 ha, phía nam giáp khu đô thị Phú Thạnh Mỹ. Dự án với quy mô 30 ha, diện tích đất ở gần 50%, còn 50% còn lại nhà đầu tư phát triển các tiện nghi, tiện ích sống nội khu. Theo Đất Xanh Miền Trung, mức giá bán một nền đất mặt tiền đường 17,5 m dành cho khách hàng lẻ là 215 triệu đồng một nền, đã bao gồm toàn bộ chi phí sang sổ đỏ, với diện tích 87,5 m². Ngoài ra, khách hàng mua dự án này còn được chọn 5 phương thức thanh toán từ 15 ngày đến 15 tháng, được hỗ trợ vay vốn 50% từ các ngân hàng như Ngân hàng MB, Kiên Long. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ bất động sản@vitv.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 04 220 8288. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.